chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Ôi, vợ yêu của anh. Chồng em hôm nay có gì mà vui thế? Vợ ơi, không hiểu tại sao hôm nay quần áo của nhà mình lại có mùi thơm quyến rũ thế không biết. Em dùng nước giặt xả Tin Tin đấy. Tin Tin? Mà áo của cô Jin trắng sáng thế. Em dùng nước tẩy mốc Tin Tin nữa đây. Anh chẳng tin. Thế thì chồng không biết rồi. Nước tẩy mốc Tin Tin không gì là không tẩy được, mà lại còn an toàn nữa. Tin Tin còn có nhiều sản phẩm khác nữa. Ôi, tuyệt vời thế. Từ bây giờ gia đình nhà mình cứ dùng sản phẩm của Tin Tin. Tin Tin cho cuộc sống sạch đẹp hơn.